Bà con ơi, nước cần cho cơ thể chúng ta bao nhiêu một ngày? Một người lớn, nữ và trẻ em bao nhiêu, cần lượng nước bao nhiêu là đủ? Vậy là Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ mẻo nha bà con, nói nam là cần 3,7 lít, nữ là cần 2,7 lít, trẻ em là 1,5 lít, là tính tất tần tật các cả loại nước: trà đá, cà phê, nước lèo, bún, phở, hủ tiếu, bánh canh. Tất cả cái gì có nước là được tính, cho nên dễ lắm bà con. Sáng ta làm một tô bún, tô phở gì đó là riêng ly trà đá là muốn đủ rồi, cho nên nó dễ, không có gì khó. Nước cà phê cũng được tính, nước mắm cũng được tính, ta tính. Nhưng mà nước mắm là ăn là nó coi chừng tăng huyết áp nha. Đó, ta thiếu nước thì ta biết ngay bà con, thiếu nước là rất là biết, thiếu nước là rất là biết. Cho nên chúng ta biết thiếu nước là chúng ta ngăn ngừa được. Thiếu nước là cơ thể chúng ta nóng, đang cần nước thì nó khô môi, mỏi mệt, khó thở, cử động khó khăn, tiêu cái mà tiêu chảy, táo cái mà táo bón, sỏi bàng quang, thận cái mà sỏi thận, tốt cho da, tóc, móng, mụn, trứng, cá. Cơ thể chúng ta cần nước là rất là cần, mà khi mà thiếu nước chúng ta biết liền, cơ thể chúng ta nóng và khô môi, mỏi mệt, khó thở, cử động khó khăn, tiêu chảy, táo bón, sỏi bàng quang, sỏi thận, tốt cho da, tóc, móng, mụn, trứng, cá. Như vậy là chúng ta cần phải có một số lượng nước đủ như vậy để cho mạnh khỏe bà con ơi. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.